Chào thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình nha. Hôm nay về con IS40. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em cái con IS40 này nha, để xem tình hình nó sao, phải là hàng gửi điện về mà. Mình chở ra cái màn hình qua nha. Đây anh em, hy vọng được năm mới thì sẽ làm thêm mảng mình này. Xích 3T được đẹp lắm. Này hàng nghĩa địa về nha. Nó lô tròn. Xích này nó dày không? Cục chì. Chưa? Công nó về thì khi nó về, đám công về anh em, đám công về thì nó chỉ còn mở mấy cái ống này ra, mình kép công rồi, mở mấy cái ống này, chắc xì nó đây, bầm này, xe là đang chạy bên Nhật nha, xe là đang chạy bên Nhật. Đấy, cái con xe này nè, lúc mà họ quay họ chào á, là nó đang ở bên Nhật nè anh em, thấy không, nó đang hoạt động bằng cái gầu khác nha, nó thấy cái gầu đó để nó bàn. Thì khi về Việt Nam đang quay cái này mà cẩu nó chưa thấy cái mặt đó, nhưng mà mình quay ra đường di chuyển độ cô lốc mấy nè. Mấy rất khô 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 khan bơm anh em không tắm ha. Không tắm. Xe này là nổ nha, nổ ngay bên Nhật, nổ hoạt động. Đấy, nó đây. Chưa thấy cái đồng hồ. Chưa thấy cái đồng hồ. Không biết là nó xài bao nhiêu giờ. Cái mát ở đây ống thì có môi trừ mấy này. Rồi, cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em nhớ like cho một like nha anh em. Like cho một like và ủng hộ kênh. Chúc anh em buổi chiều mùa may vẫn đắt nha. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Này là mình ráp cái xe 40 lại nha. Này ráp lại, ráp rồi để thử. Đó đây mình ráp luôn cái loại xử rồi thôi. Đó 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 đó, đúng rồi rồi. Đúng rồi. Rồi cái mở cái dây đuôi ở dưới kia, cái nó móc ở giữa là xong. Này ráp cái cần vô mà để nổ cái máy nha. Nè, ráp cái cần vô để nổ cái máy ra thử xe luôn.
Con này là hàng ghế điện từ Nhật về nha. Thánh lên nữa đi, thánh lên nữa đi. Mày phải có cái anh bạn anh ráp mới chuyên nghiệp được. Còn không là cũng căng ha anh em. Ghê về cái là đẩy tới là lọt. Thoải mái. Rồi bẻ cua cái nhích tới chút nữa là được anh. Rồi. Chạy tới chút nhích thêm chút nữa anh, nhích chút nữa nó mới vô được. Rồi ok, chậm chút. Này vô cần nha anh em. Rồi ok. Quá đẹp. Kéo cao lên chút nữa lên đây. Rồi ok. Hạ xuống chút. Cái càng á, vô quá rồi. Quá vô rồi, đúng không? Nó sàn cái xe lại, dè bớt cái xe lại. Canh là xong, bây giờ đóng vô thôi. Lắc 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 qua lắc lại.
lắc qua chút. Đây đang đóng cát chưa anh em, đang đóng cát chưa. Ghe lại miếng này, ghe lại hơi ghe cái keo mình lại miếng. Rồi. Rồi ngon ơi, một ác chưa rồi, xong rồi bắt. Rồi dẫn bù lon đó là được. Tắt mấy cái cò lại là siết chặt thôi. Vậy thôi. Mà lộn nữa thôi chứ. Mọi người lộn thấy bà nha. Lộn chứ. Khác chưa? Khác chứ sao giống được? Đúng không? Mày khác chứ sao giống được? Dạ. Thì câu bình cho máy được. Dạ đúng rồi, vậy thôi. Ráp này nó có thể ráp như tụi em biết đâu mà ráp. Rồi treo cái mát, bắt cái mát lên nữa là dựng cái cây lên hạ rồi xuống thôi. Từ từ né cho để bật. Né ra đi để bật cái kèo. Đó. Rồi là kéo cái gầu ra hạ xuống là được. Kéo kéo xe ra cho thẳng. Cao à. Cao không? Cao nó đâu có cái tì đâu có tới được. Nếu muốn gáp sống rồi mãi mở ống mới gáp được. Ừ. Thì mình mở cái chân này ra thôi đâu mà. Ừ, mở ống hiện tiền hết. Chịu khó thôi sao giờ. Ờ nổ máy đi, giờ bây giờ nổ máy đi. Ok. Rồi nổ máy đi, được được. Nổ máy đi, nổ máy. Anh hạ xuống luôn đi. Rồi, để nổ máy thôi. Nhớt. Nước. Có cái bình nào rời không? Em sợ cái bình nó hết rồi, có bình nào rời để bình câu ăn cái được. Không
Kiểm tra cách nước rồi còn không. Rồi để thôi. Hết bình à. Hết bình à. Hết bình. Tới bình xe năng với cặp có kẹp kẹp không? Mượn bộ kẹp cái rồi kẹp qua luôn. Chạy cái xe năng tới sát vào này kẹp qua cái được. Ừ. Có cái cặp dây á, cặp dây kẹp á. Đây rồi, anh dây con cái này cắt đuôi, cắt gà là người em cái đi. Chạy giống nãy đúng rồi, xây lại con cái. Chặt nha, ráp xong mấy con EX40 rồi đây. Đấy. Thấy nó chặt không? Thấy nó chặt tròn không anh em? Đó nó chặt tròn tròn, đây là ga sân ti nha, ga sân ti nó chặt tròn. Chống cần nào, chống cần nào, chống cần nào. Năm cái cần hả? Rồi chống cái lam lên nào. Lẹ lắm. Chống cái lam lên cái nào. Chống lam, chống đầu, chống lam, chống cần lên để cho chị ra hai cái bánh. Chị xích. Rồi chống lam lên nào. Rồi chị xích lên nào. Đụng ga sân ti không à, trường sớm mà chưa đụng. Xe này là hết chê rồi. Ok anh em, cảm ơn nha. Video đến đây tạm dừng. Thank you anh em đã theo dõi nha. Anh em nhớ cho like một like. Cảm ơn anh em nhiều. Đăng ký kênh, cần phụ tùng thì liên hệ với phụ tùng xe đạp máy công trình. Số điện thoại là 0907 255 116. Cảm ơn anh em.